Thanh Giang xin kính chào tái ngộ với quý vị khán giả của đài IBC trong chương trình Văn học và Giáo dục hàng tuần. Kính thưa quý vị, trong chương trình trước thì Thanh Giang được tiếp chuyện với giáo sư Trần Ngọc Dụng và đang nói chuyện rất là hăng say về các điển tích. Và điển tích sau cùng mà đang nói chuyện thì lại hết giờ. Thanh Giang xin phép để được tái ngộ cùng với lại giáo sư Trần Ngọc Dụng và nói tiếp về cái điển tích Kết cỏ ngậm vành. Xin kính chào giáo sư Trần Ngọc Dụng ạ. Cảm ơn cô Thanh Giang. Kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa và Giáo dục kỳ này. Như cô Thanh Giang vừa mới trình bày cùng quý vị, chúng ta có thể nói thêm một chút xíu về cái chuyện Kết cỏ ngậm vành. Dạ, tuần trước thì mình có nói Thi Hào Nguyễn Du đã đưa cái điển tích đó vào trong Kim Vân Kiều. Thì xin giáo sư giải thích một chút về hai cái câu mà nó có cái đó: dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau, là muốn nói đến cái chuyện gì trong Kim Vân Kiều thưa giáo sư? Thưa cô, trước hết mình nói về chuyện Kim Vân Kiều, tại sao Nguyễn Du đưa mấy cái câu này vào, thì tôi xin thưa với quý vị, có thể những lời của tôi nó khác và nó hơi lạ, và có thể nó kỳ cục đối với một số quý vị khán giả đã từng đọc, từng xem và từng nghe giải thích về Kim Vân Kiều. Thì quý vị biết là tích của Kim Vân Kiều là gì? Là một cái loại phóng tác, mô phỏng dựa theo đoạn Trường Thân Thanh. Phải không nào? Thế thì cụ Nguyễn Du dùng cái này làm gì? Thì thưa quý vị, từ trước nay tôi có một lần trình bày trước một cái diễn giả của cũng đông cái tổ chức, tôi nói là mấy lâu nay quý vị xin xem Nguyễn Du giống như là một nhà văn học, một thi hào thì đúng hơn. Thì đã có trên 100 quyển sách nói về văn chương của Nguyễn Du. Nhưng ngược lại với con mắt của tôi thì tôi không nhìn chuyện Kim Vân Kiều như là một án văn bất hủ, mà tôi còn nhìn cụ Nguyễn Du qua một cái khía cạnh khác, ở cái khía cạnh xã hội, sociology, tức là chúng ta tìm hiểu thân phận của cụ Nguyễn Du dưới hình ảnh của nàng Kiều. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ theo cái mà văn hóa không, văn chương không á, những từ ngữ, những cái cách dùng câu, dùng là điển tích này kia, thì chúng ta không thể trả lời cái câu mà cụ Nguyễn Du đã từng nói: bất tri tam bách như niên hậu, thiên hạ hạn nhân khóc khóc tố như, tức là không biết 300 năm sau có ai khóc cho ta một tiếng hay không. Chữ khóc chứ không phải là chữ khóc, khóc ca hát ớ về, chữ khóc là cái cách mình phiên âm của mình, chuyển từ của tiếng Tàu là khóc. Vậy thế là chúng ta tại sao mà cụ Nguyễn Du phải nói khóc? Mình khóc cho nàng Kiều, vì sao phải khóc cho nàng Kiều? Bởi vì án văn chương như vậy, chữ nghĩa hay như vậy, thơ tài tài tình như vậy mà có lẽ không ai có thể sánh kịp, mà tại sao phải khóc? Như vậy thì chúng ta phải hiểu tâm trạng Nguyễn Du trong cái bối cảnh đó. Ví dụ như Hoàng Thư không phải là một nhân vật duy nhất, là một người đàn bà tên là Hoàng Thư và có tính hay ghen. Nhưng mà với con mắt của tôi, Hoàng Thư là một cả một cái đám gọi là gì đó, unique là gì, hoàng quan, đám hoàng quan trong triều, tượng trưng cho cả một cái giai cấp xã hội được ăn trên ngọn tróc dưới quyền của vua, quý vị thấy không? Hoặc là những cái người như thế là Mã Giám Sinh hoặc là Hồ Tôn Hiến chẳng hạn. Với con mắt của tôi, Hồ Tôn Hiến là con cháu của vua Lê. Hoặc là ví dụ như Mã Giám Sinh là cái anh chàng hồi xưa học trò, bây giờ đi làm giữ ngựa. Vì Mã Giám là coi như trong sóc chuyện ngựa mà là sinh mà. Tức là anh chàng hồi xưa là tên là học trò, bây giờ đi làm nghề giữ ngựa. Vì vậy cho nên với cái nhìn như vậy, Thành mới hiểu được cái tâm trạng khổ sở của nàng Kiều, cũng giống như của Nguyễn Du khi làm việc cho nhà Nguyễn. Và vì vậy cho nên Nguyễn Du tìm cách làm thế nào để có thể có cách để trả lại ơn cho những người đã từng làm ơn, đã từng giúp cho Nguyễn Du tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt như vậy. Thì quý vị, nếu mà nhìn như vậy thì mình mới thấy rằng
Mình phải hiểu được nguyện vui một cách rõ ràng, nếu không thì mình không thể hiểu được nguyện vui cái đó. Vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị dưới cái chế độ phong kiến cũng giống như ở cộng trừ bây giờ, quý vị thấy, mở miệng ra mà nói mà nó thẳng là mày là thằng ngu chẳng hạn, vậy là nó nhốt quý vị liền. Hoặc là ở cái những cái giai đoạn quý vị nói hớ một chữ thôi mà có đứa mà nó biết được cái như vậy, nó tìm cách nó phân ra, nó làm cho nó xé ra cho to thì có thể mất mạng. Vì vậy cho nên tất cả mọi thứ với một cái tài năng của Nguyễn Du cũng không thể để cho nào bị hé lộ cái tâm trạng của mình cả. Một cách tài tình qua văn thơ, qua những cái lời hay thì chữ đẹp. Nhưng mà cái tâm trạng đó phải nằm ở trong cái bối cảnh như vậy. Thì mình mới thấy rằng tại sao cụ Nguyễn Du đã dùng cái này để nói cái tâm trạng của mình mà không ai bắt được. Đó, cô rất thấy là không? Thâm thúy. Nó, nếu... Thì vì vậy cho nên có một số người nói từ trong cái diễn giả, trong cái đám mà khán giả nó nói cái thằng nó điên, họ nói với tôi cái thằng điên, mà tôi nghĩ là tôi điên có tính toán, bởi vì tôi đi ngược lại tất cả những cái điều mà người ta đã nói, quý vị thấy. Và cái điều ngược nữa mà tôi muốn làm mà tôi chưa làm được, mà nhân tiện đây tôi xin năn nỉ quý vị, những người nghe cái đài này, chương theo cái dõi chương trình này thì giúp tôi một tay. Thì nhân tiện đây cô này, tôi xin phép, mạn phép đi dùng một phút để bày tỏ cái tâm huyết của tôi như thế này. Quý vị biết thấy, nước Mỹ may mắn nhờ ông Donald Trump, ông lật tẩy, lần tạo ăn cắp của chúng ta, của nước Mỹ, bao nhiêu thứ. Ông thấy, ông cho cả thế giới nhìn thấy được cái chuyện đó. Thì quý vị tưởng tượng, 3.000 năm trước, khi mà tàu nó xâm chiếm mình, nó lấy tất cả những văn hóa, văn chương, văn minh để về làm gì của nó, rồi nó đem nó dạy lại cho mình để mình bị cái ảnh hưởng gọi là lệ thuộc văn hóa Tàu. Vậy tôi đang tìm mọi cách để tôi chứng minh rằng những cái điều mà nó đang nói, nó đang sử dụng là nó ăn cắp của chúng ta. Làm sao để kiếm được? Thì trong một vài những cái đơn giản như thế là trong cái cuốn sách của Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nói là vì phúc bất vì mục chẳng hạn vậy. Tôi chộp nay cái chữ đó tôi mới suy luận rằng là vì phúc bất vì mục, tức là hãy nhìn cái bụng người ta chứ đừng nhìn con mắt người ta. Vì mục đó là vì con mắt chứ không phải vì cái bụng chứ không phải vì con mắt. Mà con mắt lại quý vị đó nó nói về cái bề ngoài con mắt. Chữ mục nó phải chữ nhãn nha. Chữ mục tức là mình nhìn ra ngoài, từ con mắt nhìn ra ngoài mình có chữ mục kích, mục đích, mục tiêu. Đó thì là cái nhìn của mình ra ngoài, tức là cái hình ảnh hiện ra bên ngoài. Cái đó không tốt, cái đó không đúng, phải nhìn cái bụng của người ta, vị mục, vì cái bụng. Mà khi mà quý vị nghe đến chữ vị cái bụng đó thì quý vị biết nó y chang là người Việt mình nói anh ấy là một người tốt bụng, người đó có lòng. Thế bây giờ mình nói người đó có intestine đâu có được. Người nó có bụng, có một cái lòng tốt, he has a good abdomen, có thể dịch được vậy không? Thế quý vị thấy hoàn toàn sai, nhưng mà nếu mình dịch nó nghĩa đen như vậy, nhưng mà nghĩa bóng là sao? Nghĩa bóng là người ta việc dùng cái chữ bụng để thế cho cái chữ hảo tâm của chữ tạo. Nó qua ngôn ngữ thì tôi khám phá được rất nhiều cái để có thể, nhưng mà chưa đủ để có thể chứng minh rằng người Tàu đã lấy của mình rất nhiều thứ, ngay cả kinh dịch và cái hà đồ là thư đó. Tôi rất vui là có một người ở Việt Nam đang tìm cách để mà lấy lại cái hà đồ và lạc sư đó. Và tôi đang cố gắng liên lạc với ông để cùng liên để thảo luận với nhau về chuyện đó. Thành ra xin phép quý vị hết một phút của tôi. Dạ cảm ơn giáo sư. Nói đến tàu thì không biết là nói bao nhiêu cho nó đủ. Nhưng mà bây giờ... Ngàn năm lần mà thưa cô, ngàn năm bị đổ hộ đó. Dạ vâng, và không biết cái tương lai gần của chúng ta có sẽ rơi vào cái tăm tối đó nữa hay không, thưa quý vị. Cho nên mình sẽ để dành vào một ngày, một dịp khác để mà nói sâu hơn về những cái vốn liếng hoặc là cái sự ảnh hưởng tốt hay không tốt đối với lại văn hóa của nước mình. Trở lại với điển tích thì theo sử ký của Tư Mã Thiên có nhắc đến Tần Thủy Hoàng và Tráng Sĩ Kinh Kha. Bây giờ trước khi nói đến Kinh Kha thì mình nói đến Tần Thủy Hoàng. Có phải là ông tự phong mình là hoàng đế không thưa thưa
thưa giáo sư. Nhà Tần Thủy Hoàng thì thưa quý vị là tôi nhớ hình như là Tần Thủy Hoàng là cái người vua đầu tiên của nước Tào gồm thu lục quốc đó. Thì cái trước trước thời đó thì nước Tào nó sâu xé ra rất nhiều. Thì Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên lập ra nhà Tần và chính là tác giả của cái Vạn Lý Trường Thành. Thì Kinh Kha tức là cái người mà thấy rằng cái ông này quá độc ác đi, ông đốt sách cho học trò cũng làm nhiều chuyện hết sức là gọi là phi nhân phi luân phi đạo đức đủ thứ. Thì cái anh chàng Kinh Kha này anh nó có cái cuốn phim của bên bên Hồng Kông mình nó đóng, tôi có ông kêu là Trinh Kẻ đó. Thì anh Kinh Kha này anh quyết chí anh muốn đi ám sát ông Tần Thủy Hoàng nhưng mà sự việc bất thành. Nên sau này nếu mà quý vị muốn làm Kinh Kha thì đó, nhưng mà cái ý cũng phải là Kinh Kha tức là một đi không trở lại, tức là anh muốn làm Kinh Kha tức là anh đi rồi không về đó. Thì cái này mình, nếu mà mình dịch sang tiếng Anh ấy là he decided to cross the Rubicon River. Tức là cái Rubicon River là quý vị thấy cái hồi đó cái Napoleon để tìm cách mọi cách thì muốn muốn cho gọi là thắng trận thì quý vị biết làm sao, thì cho quân sĩ đóng nó dọc bờ sông mà quân Xin địch. giáo sư vui lòng giữ cái suy nghĩ đó và chúng tôi xin phép được ngưng vài giây phút để chạy vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với quý vị ngay sau đây. Chớ quên.